Rồi, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với phần 2 của rừng sâu Trường Lý nha. Hôm nay Trường Lý lại đưa các con đi vào trong rừng để tránh COVID Corona 19. Đấy, hôm nay nhà đóng cửa rồi, như vậy là trẻ con nó không được đi chơi ấy. Như vậy nó rất là cuồng chân các bạn ạ. Đấy, hôm nay Trường Lý lại tiếp tục cho các con đi vào trong rừng. Đấy, để trải nghiệm cũng như là nâng cao kỹ năng sống cho các con. Đấy, bây giờ là mấy đứa lớn lớn là đi lấy củi rồi. Đấy, đây mình sẽ cho các con ăn món măng rừng nha các bạn nhá. Măng này ở trên đồi này đấy. Đấy, với lại một ít tôm. Đấy, một ít tôm, tôm này vừa bắt ở dưới suối đấy. Nhưng mà không phải đâu, cái này là tôm mình vừa đi mua ở chợ. Tôm này tôm sông nha các bạn nhá. Đấy, đây này, đây tôm sông nhá. Đây, đây là tôm càng nhá các bạn nhá, cũng tương đối to. Đấy này, túi xúc xích các bạn. Đấy, đây là xúc xích nha các bạn nhá. Đây là cho mấy đứa ăn xúc xích. Xúc xích nướng. Đấy, đây là xúc xích nha. 10 cái. Bây giờ để ra đây cho nó nguội đã. Đây là một ít nước chấm tương. Đây là một con dao. Con dao này tí mình sẽ chẻ cây để xiên xúc xích các bạn ạ. Đấy, dao để cất gọn vào đây. Đấy, bây giờ lửa thì đã nhóm rồi, lều thì cũng căng rồi. Đấy, lều cũng căng. Đấy, mình sẽ ở đến tối luôn. Bây giờ là đang là 2 giờ chiều các bạn ạ. Đấy, bạn thấy phong cảnh ở đây đẹp không? Đây là trong rừng nha, không có một cái nhà nào luôn. Đây là ở trong một cái khe suối. Đấy, cách ly hoàn toàn đấy. Có, con lấy đi. Đấy, con gái mình đi lấy được một cây củi rồi. Đây, con lấy về xong rồi con cho vào bếp đi. Đấy, ở đây thì đá riếc rất là sạch nha các bạn nhá. Nói tội là đi khó hơn một tí, đi không cẩn thận vấp ngã. Đấy, tôi cho các bạn xem một vòng nhá. Đấy, đây là trong rừng sâu nhá. Trên này toàn là rừng thôi, rừng núi. Đấy, đây là khe suối. Rất là sạch nha các bạn nha. Hôm qua thì nó hơi đục vì hôm qua trời mưa to nên là nó hơi đục. Hôm nay nó sạch rồi. Xin chào mọi người nha. Đâu? Đây. Củi đâu, củi đâu? Củi á? Ừ. Bà đi lấy củi mà. Đi, đi nhặt đi. Đấy. Nhặt củi đi. Nào, chị Linh đi nhặt củi đi nào. Ngọ ngọ à? Đấy. Đi, đi nhặt củi đi. Ừ, rồi, đi đi Linh đi nhặt củi kìa. Đây, củi thế này. Đấy, đây này, đây này, đây. Đây có một cây này. Đấy, kia kìa, đầy củi thế này. Cứ nhặt những cái cây cành củi này thôi. Về đốt thoải mái rồi. Đấy, bây giờ mình đi ngâm cái xúc xích này cho nó chảy ra đã. Ừ, rồi, con mang đi ngâm đi. Xúc kìa. Ừ. Đây, ngâm đây này. Đây có vũng nước này. Trên này con ơi, chỗ kia tí nó trôi ấy. Ừ. Ở ngoài, trong này thôi. Đây, chân, đây. Đấy, xong rồi con xếp đá vào. Xếp đá bên dưới này. Đấy, nó tránh ra. Đấy, đấy đặt nó lên. Ngáp chút xích. Ừ, không sợ đâu. Được rồi. Không làm đâu. Rồi, đi lấy củi đi. Đấy, chị Linh lấy được nhiều củi đấy. Đấy, đi lấy đi. Lấy nhiều củi vào. Thì tí nướng xúc xích nó mới chín. Đấy, bây giờ trong khi thời gian chờ các con đi lấy cây thì mình sẽ chẻ xiên để tí nướng tôm này, nướng xúc xích này. Nha. Bẩn hết tay rồi. Rồi. Không sao. Bẩn ở đây gần suối. Gần suối thoải mái rửa.
Rồi, ok. Đây rồi, đây đây mình nhặt được miếng miếng cây này là cây nứa các bạn ạ. Cây này mình sẽ chẻ ra thành các cái xiên để tí xiên tôm. Một tí chân xiên rồi. Bây giờ là mình sẽ chẻ cái cây này ra thành làm thành xiên để tí xiên tôm nha các bạn nhá. Cây này là cây nứa các bạn ạ. Chiên đi, chiên, chiên. Chưa được đâu, con cho xuống dưới một chút. Xuống sâu xuống dưới. Đấy. À, con để trong kia để tí còn cho xúc xích vào. Để vào trong kia đi, vào cho trong lều đi. Đi ăn trong lều. Ừ, đi ăn trong lều mà. Con cứ xoay xoay vòng tròn này nhá. Ê, tối nay cho mấy đứa ở trong lều nhá. Bố không ở đây nhá. Đi cho mấy đứa này ở trong lều nhá. Ở lều kia ở nhá. Bố đi về. Chị Linh có dám ở không? Hả? Dám ở không? Dám ở lều không? Ừ thế ở tất cả ở đây nhá. Được đủ hết. Đấy, sau một thời gian nướng xúc xích như là nướng tôm nướng linh tinh thì đã chín rồi nha các bạn nhá. Bây giờ là mang vào đây cho các con để chiến này. Đấy, nào ngồi gọn vào nào. Đấy. Mời cơm ăn mấy đứa ăn. Mời các bà các vị ăn cơm ạ. À. Mời các mời mẹ ăn cơm ạ. À. Đấy là cơm à? À, cháu mời khán giả ăn ăn. Ây à.
Mời bẻ được. Không bẻ được. Cầm. Nhưng mà nóng. Nóng thì cầm. Rút hết ra nha. Nào đừng đừng đừng. Vứt ra ngoài này nhá. Vẫn còn vài con tôm nữa. Thôi bố con nóng bố đi gì để phải nóng đi. Nóng nó còn nóng. Mát thế gì nữa nhỉ? Mát mà. Ở đây có nước này mát. Ấy, nóng nóng đi ông ơi bẻ hộ cháu. Hơ. Bỏ ra. Đấy, không bẻ được. Rút ra đâu. À, rút ra. Cháu ăn cái này của cháu. Hơ, hơ, hơ. Hân, hân. Hân, hân, hân. Ăn đi. Hơi, cảm nhận. Ngon không? Cầm một tương ớt thì càng nóng lên. Cầm một tương ớt à? Vâng. Ngon không? Ngon. Rồi, ăn phê không? Phê. Quá béo. Rồi, đấy, hôm nay béo mà. Hơi béo béo nữa à? Hôm nay đi ra ngoại là có xúc xích này, măng này. Béo. Đấy, măng này hơi đen cháy. Tôm này. Đấy, mời các bạn ăn tôm nhá. Nào, mời các bạn ăn xúc xích nha. Rồi, ok. Mời các bạn ăn xúc xích nha. Để các bạn ăn nha. Rồi. Để các bạn ăn nha. Nào. Ăn rồi. Nhấn nước đi gì? Ngon đấy. Có măng, có mưa, có ốc. Có phải hầu hồng đấy. Ngon vãi. Ngon vãi à? Người giáo. Đấy, làm một miếng xúc xích. Cái ngoài giò này. Đây, mời mọi người ăn xúc xích nha. Mời mọi người chấm đường ớt nha. Ngon. Ngon thế. Hôm nay ăn tôm à? Ăn kiểu gì đấy? Ăn gì đấy? Bẻ ra. Bẻ ra. Chị Linh không chấm tương ớt à? Không, mới chấm. Còn mới ăn tương ớt rồi. Thế ăn tôm không? Không. Con cũng chưa ăn ở bên ngoài đâu. Không biết ăn. Không biết chấm tương ớt đó. Ai là gì không biết chấm? Như nào? Chúng cho ớt đồng nóng á. Ngon. Nhảy Trung Quốc mà. Đấy. Vứt quả đứng lên. Là chuối nha các bạn nha. Đứng lên trước lên địa ngục ăn lại ấy. Nó không cho ăn quả lên địa ngục. Phải ăn lại ấy. Được rồi ấy. Ăn đi. Ăn hết chỗ xúc xích này nhá. Vâng. Ăn hết chẳng vui ấy. Ớt của chị Mai của Hân ơi. Chị thấy rồi. Ăn một miếng hả? Nhiều chút ớt này. Cầm nhận nặng. Ngon không? Ngon. Thế nhỉ? Cay không? Không cay à? Đừng cả ấy mà. Cái lều của mình bị thủng đây à? Tại ông chút con đạp. Trước ông con này đạp. Rách. Rách mẹ rồi. Ăn một miếng măng thôi nào. Cho chị bỏ. Có ai ăn măng không? Không, như chị bỏ. Thái ra đây nè. Có ăn măng không? Có ai ăn tôm à? Cháu hết ăn tôm á. Cháu sẽ ăn chút chút. Không hết ăn tôm à? Hai con rồi. Đấy, tôm nha. Bỏ ra. Tôm tươi đấy. Rõ bỏng rồi. Đây, con mặt. Ngon lắm. Ăn đi. Cái ăn nhiều vào nhá. Ăn hết chỗ này thì thôi nhá. Xong là ngủ đây nhá. Vâng. Không ngủ một chiều à. Con cứ ngủ. Đây. À, tí ăn xong đi bắt cá đi nhỉ. Đấy, ăn xong đi bắt cá. Nướng tiếp. Thì cứ ăn. Như cào, tay dụng chỗ. Thành người gì á? Thành người rừng. Ăn nó phải nhọ nhem nó mới thành người rừng chứ. Để ăn đấy. Để làm đấy. Đấy. Nào. Đấy. Làm dâu nhá. Làm dâu giống kiểu người rừng ấy. Nè. Sợ không? Nè. Ăn cũng nhận ra. Cầm một chung ớt. Có.
Ý. Sau một thời gian thì các con chén hết 10 cái xúc xích rồi. Mình được mỗi một cái thôi. Thế là bố được ít nhất nhỉ? Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn cho đã rồi. Thế đứa nào được ăn 3 cái xúc xích? À, 3 đứa nhỉ? 3 đứa mỗi đứa 3 cái. Rồi. Thế là xong rồi nhá. Thế bây giờ ngủ đây nhá. Cho mấy đứa ngủ đây nhá. Bố đi về nhá. Nhá. Ăn đi, ăn hết đi. Ăn hết đi. À, bây giờ mấy đứa ăn xong rồi đi lấy ni lông dọn hết rác đốt đi. Lấy hết rác ra đây để đốt nào. Kia kia có ni lông kìa, thạch kìa. Hân, lấy ni lông với thạch về đốt đi. Cho vào đây. Đốt hết đi. Phi tiêu, phi tang. Tôm đi. Cho đây. Đốt. Đấy, ăn no rồi lại đi chơi. Chỉ thích nghịch nước thôi. Đấy đứa này. Nào không ra chỗ xiết tí ngã nhá. Ngã đấy. Ok, như vậy là sau một thời gian cho các con chơi cũng như là ăn uống, xả chét ở trong rừng thì bây giờ cũng là chiều rồi. Vậy là tôi cũng cho các con đi về thôi và dọn đồ đạc thôi. Nếu các bạn thấy các cái video về dã ngoại hay và vui thì nhớ cho Trường Lý xin một like, một share, chia sẻ. Và đặc biệt đăng ký kênh và comment để cho Trường Lý tiếp tục làm các video tiếp theo nhé. Còn bây giờ đi về thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.